Hello anh em, chào đón quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 5 tuần 3 của vị tướng mới Conan Giáng Sinh rồi anh em ơi. Và đặc biệt ngày hôm nay thì chúng ta, thì hôm qua đến giờ luôn anh em, là có rất là nhiều cái diễn ra cộng đồng của chúng ta anh em ơi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp lại những cái gì đang diễn ra anh em ha. Có dữ liệu về tướng mới nè, rồi Conan Giáng Sinh là bị đeo bởi bị đeo ở cái gì ta, à không có vào trong cái cuộn quay nữa anh em ơi, nên là ngày hôm nay mình sẽ tập hợp và tổng hợp lại những cái gì đang xảy ra, cũng như là dự đoán luôn cả tướng mới đợt này luôn nha anh em. Rồi không nói nhiều nữa, vô dữ liệu anh em ơi. Đây là cái trận đấu và tí hồi nữa mình sẽ review. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ có một cái dữ liệu về cái vị tướng mới. Thì nhiều anh em nhìn thấy cái map này thì anh em cũng biết được rằng đó là cái vị tướng nào sẽ xuất hiện ở trong cái đợt này anh em ơi. Nhiều anh em comment kêu lobby bác vĩ V2 rất là nhiều. Bởi vì ở trong cái map này anh em thì chúng ta nhìn rất là quen thuộc đúng không anh em. Quay lại với lại cái nộ của con kêu lobby đi anh em ơi. Lúc mà con Hidan quỷ ứng nó ra mắt á, kêu lobby đã sâu được cái quả nộ rồi anh em. Đó nên là cái mình theo mình nghĩ nha, thì tỷ lệ ra con kêu lobby khá là cao luôn đấy anh em ơi, ở trong cái đợt ra cái con tư ở cái con ninja mới đợt này đây anh em, nổ đây. Thì anh em thấy những cái quả núi đây không anh em, những cái quả núi mà ở trong cái map hồi nãy mà nhà phát hành sâu ra cho anh em xem cái vị tướng mới đó anh em, cái dữ liệu ấy thì nó sẽ có những cái quả núi y chang như vậy luôn. Đây, nhất là cái này nè, nhất là cái quả núi này nè anh em. Đó, anh em thấy có giống không anh em? Đây có giống không anh em? Y xì luôn ha. Nên là thường á là cái con tương ninja nào á nó sâu nộ ra rồi thì tỷ lệ ra mắt của nó khá là cao. Nên là đợt này thì mình thấy là con Kilobi ra cao lắm nha anh em. Nhưng mà nha anh em, từ từ chúng ta xem xong cái nộ này xong rồi đúng không, thì chúng ta dự đoán Kilobi V2 ra đợt này rồi đúng không anh em. Nhưng mà còn một cái dữ liệu nữa mà anh em đang gọi là bỏ qua, đó là cái map này không chỉ con Kilobi xuất hiện anh em, mà nó đã xảy ra một cái trận đấu giữa thằng sặc Susanoo anh em ơi. Thằng sặc lúc đó là mang áo Akatsuki á, sặc Akatsuki á anh em, đi chung với lại một số thành phần bất hảo. Đây hồi nãy mình có xem được một cái clip của bạn Hậu Huỳnh mà post lên trên group đây anh em. Trận này thì để mình coi. Đây. Mình không có tua được anh em ha, bởi vì sợ dính bản quyền á, nhưng mà mình có thể sâu ra được. Đây anh em ơi, cái map này, từ từ nha, đây cái map này là trận đấu giữa thằng sặc Akatsuki với lại con Kilobi anh em ơi. Thì đã xuất hiện ở trong cái map này rồi, và cũng như là cái dữ liệu nó cũng đã ghi, đó là đó, coi những giả đoán đây là trận đấu của ai. Thì anh em khi mà anh em sau xem được cái trận đấu này á, thì anh em biết trận đấu giữa thằng sặc và còn thằng Kilobi anh em ơi, sặc với lại Kilobi, nên là đợt này nó cũng sẽ có tỷ lệ ra thêm là thằng sặc Akatsuki nha anh em. Đây chứ không phải là riêng con Kilobi đâu, nhưng mà mình đánh giá cái con Kilobi là nó cao hơn thôi anh em ơi. Đây cái map này cũng có sặc Akatsuki nha anh em. Rồi coi những thành phần đi chung với lại thằng sặc là ai nha anh em, sẽ gồm có ai? Có Karin Akatsuki. Rồi tiếp theo nữa là có Suigetsu, có cả Zugo nữa anh em. Cả hai thằng này đều đã có mặt ở trên bảng chung rồi anh em ơi. Đó nên là tỷ lệ chúng ta chia đều ra bốn con nha anh em. Thôi nói đùa vậy thôi, chứ thực sự ra thì nếu cái map này thì mình nghĩ là nó sẽ ra hai con tướng tỷ lệ cao thôi anh em ơi, đó là con Kilobi V2, bởi vì nó đã sâu nộ ra rồi, và thằng sặc á Akatsuki á thì nó cũng có tỷ lệ ra, nhưng mà mình nghiêng về con Kilobi tầm có chừng 80%, còn sặc Akatsuki thì nghiêng về chỉ có 20% thôi anh em ơi. Zugo và Suigetsu cũng có mặt ở trong cái map này luôn, nên là chúng ta sẽ cùng xem coi là ở bên bảng chung á là tụi nó đã xuất hiện hay là chưa. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem luôn nha anh em, và cũng như tạo hình nhân vật của tụi nó là như thế nào. Mình đang có mặt ở bảng chung rồi đây anh em ơi. Chà, bây giờ dự đoán là phải chính xác để cho anh em biết là nó đã có những con tiền đây anh em ơi. Suigetsu Akatsuki, đây là Suigetsu Akatsuki nha anh em. Nó cũng có mặt ở trong cái map đó mà anh em. Trời ơi, nó ghi là trận đấu giữa ai thôi, nhưng mà mình nghĩ nếu mà nó ghi trận đấu giữa ai thì chắc là một là sặc, hai là Kilobi V2 rồi. Rồi đây là Zugo Akatsuki, cả hai con hồi nãy đều góp mặt ở trong cái map đó luôn, chỉ có mỗi mình con Karin á Akatsuki là hình như là mình chưa thấy rồi anh em ơi.
Karin đợt này thì nó ra cái skin của Noel rồi. Chắc là qua năm sau thì chúng ta mới thấy được em nó xuất hiện ở bên bản Việt thôi. Đâu rồi ta? Đây, Karin đây. À, đây là Karin skin Noel nha anh em. Zugo thì hiện giờ đang có hai bản thế này. Đó, nên là chưa có thấy con Karin Akatsuki đâu. Nên là anh em yên tâm, chắc không có ra con Karin đâu. Mà sẽ chia đều ra bốn đứa. Tỷ lệ cao nhất là Killaby V2. Tỷ lệ cao nhì á là thằng Sạc Akatsuki. À, Sạc Akatsuki thì nó sẽ có tạo hình nhân vật như thế này anh em. Nó có ở trong này luôn rồi. Đây, nó đây. À, thì sẽ là Sạc Akatsuki. Killaby V2 nè, sau đó là sẽ Sạc Akatsuki, sau đó là Zugo, và sau đó nữa là Sugetsu Akatsuki. À, nên là chúng ta sẽ chia tỷ lệ ra tầm có chừng 75% đi là là con Killaby nè. 20% á là thằng Sạc, còn mà 5% còn lại á là hai đứa kia anh em ơi, Sugetsu với lại Zugo. Đó, đó là cái tỷ lệ và cũng như là cái dự đoán của mình đợt này anh em ha. Tầm hôm nay thứ hai rồi, thứ ba, thứ tư thì chúng ta sẽ có về cái thông tin về vị tướng mới anh em ơi. Nên là tới đó thì hẹn anh em nha anh em. Hẹn anh em là để mà dự đoán cũng như là xem cái bộ skill của con tướng mới đợt này là cái gì. Còn cái hệ của nó thì mình nghĩ đợt này thì chắc là ra hệ lôi hoặc là hệ hệ gì đó anh em nhờ. Chắc là tỷ lệ ra lôi khá là cao, bởi vì thằng Sạc nó cũng có tỷ lệ khá là cao rồi, có lôi nè. Không lẽ ra âm dương ta? Không, âm dương mới ra cụ Edo rồi mà anh em, mới ra cụ Edo rồi chắc không ra âm dương đâu đúng không? Nên là chỉ ra hệ lôi, Hidan thì nó cũng mới ra hệ phong nè. Hệ lôi bữa giờ im lìm nè anh em. Nên là tỷ lệ đợt này ra hệ lôi khá là cao. Không lẽ ra hệ hỏa, lôi, hỏa, thổ thì mới ra đây ra nè. Thủy thì mới ra con Kunan nè. Nên là tỷ lệ rất là cao nó sẽ ra hệ lôi hoặc là hệ hỏa anh em. À, nên là đợt này không, nhưng mà nếu mà kêu Ruby V2 thì chắc là hệ lôi rồi. Không thể nào mà chạy được hết trơn á. Sạc thì cũng, thằng Sạc thì trước đó có một cái phiên bản đó là có thằng Sạc đời đầu này anh em, nó cũng là hệ lôi. Nên là đợt này nếu mà hai con tướng vào thì chắc chắn là tỷ lệ cao nó sẽ là hệ lôi. Đó anh em dự đoán thử coi là ai, hãy kèm bên dưới nha anh em. Fan Sạc một bên, fan của Killaby V2 một bên. À, anh em comment ý kiến của anh em ở dưới nha. Rồi ok, đó là về cái vị tướng mới đợt này và cũng như là các cái dữ liệu mình gom nhặt được anh em ha. Rồi kể cả nổ được các thứ luôn. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta sẽ có một cái thông báo là đóng chiêu mộ hẹn giờ hệ thủy con Conan Giáng sinh anh em ơi. Đóng chiêu mộ hẹn giờ hệ thủy con Conan Giáng sinh vào lúc lúc mà anh em xem được cái clip này là lúc em nó đã bị đóng rồi anh em ơi. Cái thời gian đóng là lúc 10 giờ ngày 8 tháng 1, tức là ngày hôm nay anh em ơi. Nên là bây giờ anh em nào mà đang chiêu mộ đặc biệt cái con Conan ở trong bên hệ thủy nè, để mà kiếm thêm á, anh em ngưng giùm mình nha. Bởi vì em nó đã cancel, không có vào ở trong này nữa rồi. Đó, nên là khá là buồn luôn em ơi. Thường á là cái con này anh em thì thường á là nó sẽ kết thúc vào cuối event, tức là còn có vài hôm nữa thôi nó mới hết được anh em ơi. Hôm nay là thứ ba, thứ tư, cuối thứ tư nó mới hết anh em. Nhưng mà họ đóng sớm 2 ngày anh em ơi. Chắc là để update cái con tướng mới đó. Đó, nên là thôi, lỡ rồi anh em. Nên là update rồi, nên là ngày hôm qua mình có thiếu một con để lên tiên thuật đó anh em. Thì mình cũng đã có quay, có quay cái con Conan Giáng sinh trước đó rồi. Bây giờ sẽ mở ra sau cho anh em xem luôn nha. Rồi, bây giờ sẽ cho anh em xem cái quá trình quay của mình cho anh em trước khi xả cuộn để mà kiếm thêm cái con Conan Giáng sinh cuối cùng anh em. Thì sẽ nhận thêm một ít cái kinh nghiệm VIP để lấy thêm nhân phẩm anh em ơi. Đây, và như là đặc biệt lấy luôn cả cái quà nạp ngày luôn nha anh em. Đó, lấy luôn cả cái quà nạp ngày. Rồi ok, không nói nhiều nữa, bây giờ sẽ vô xả luôn nha. Hiện giờ cái cuộn của mình lúc xả là đang rơi vào khoảng là 5-9-19 anh em ha. Thử kiếm coi con Conan cuối cùng nha anh em. Nếu mà được thì kiếm cỡ hai con Conan, còn nếu mà xu nữa thì kiếm cỡ một con Conan thôi. À, còn hữu duyên sau này mà kiếm thêm được em nó nữa thì hên xui nha. Quất thôi anh em ơi, nhét ít 10 đầu tiên. Ây da, chưa thấy gì cả này. Ây da, chuyến này hơi mệt đó anh em ơi. Ok, tiếp tục nha. Cá mập, Kisame. Trời ơi, nhả Kisame ra không biết là có giả thêm cái con tướng mới được này không anh em ơi. Tí hồi nữa may mắn là trước đó mình cũng đã có dọn tầm có chừng vài trăm cái slot rồi đó anh em. Vẫn chưa thấy ha. Anh em nên nhớ là lúc đầu là 5-9-19 nha anh em.
cỡ chừng 5.900 cuộn nha. Bây giờ sẽ xả thứ coi ra được hay không nha anh em. Chưa thấy luôn này. Ây da. Tiếp tục. Chưa thấy luôn. Lúc mà mình chiêu mộ như thế này là mình chiêu mộ trước khi mà nó đóng nha anh em. Trước khi nó đóng á nè. Còn mà bây giờ anh em đang xem là nó đã đóng ở trong cái chiêu mộ hệ thủy rồi đấy. Nên là anh em đừng có chiêu mộ nữa nha. Trời ơi, con tướng hiếm mà còn tỷ lệ chua mà còn đóng sớm nữa. Chả biết đường nào mà lần luôn á anh em ơi. Và thôi, nhà phát hành cũng đã có cái động thái thông báo trước cho anh em. Để anh em ồ ạt, anh em xả cuộn thì phải chịu sao giờ anh em. Đợt này mình đang lo anh em ơi. Đó là cái meta hiện giờ là meta của âm dương anh em. 5 âm dương, 6 âm dương lại là cá nữa. Mà bây giờ ra cái con tướng hệ thường, hệ lôi được các thứ nữa thì không biết như thế nào. Hy vọng nó sẽ có một cái bộ skill nào đã làm đảo lộn cái meta. Nếu mà em nó muốn được chơi game phải đảo lộn cái meta âm dương đợt này thì may ra anh em ơi. Ví dụ như là đấm xuyên khiên rồi xóa khiên xuyên du ne rồi các thứ gì đó. Đó, quan trọng là như vậy ha. Chà, Kisame chưa thấy luôn anh em ơi. Đi hết 200 cuộn rồi đó. Đi hết 200 cuộn rồi đó nè em. Chưa thấy gì cả này. Ấy da cụ nhị. Trời ơi, nghe bảo gần đóng rồi. Cái tỷ lệ nó chua lên hẳn luôn nè anh em. Thường thì là 400 một con đấy anh em. Con bảo trời ơi, em xả hết 1.200 được hai con anh hên ghê. Trời ơi, mình hên là 400 một con đó anh em. Còn người ta xui là 600 một con. Chua anh em nhờ. Con này hiện giờ đang khá là khó chơi rồi đó mà chua thôi rồi luôn á. Nếu mà may mắn thì con cuối cùng này mình được một con nữa là lên được tiên thuật 2 chấm nha anh em. Tiên thuật 2.3 đấy. Thiếu copy để mà lên tiên thuật mát minh lắm nha. Này là phải xả xin nhiều cuộn lắm anh em ơi. Nhưng mà thôi, nghĩ về tương lai của những cái con ninja mới sau này nữa anh em. Trời ơi, gần 300 nữa kìa, hoa hậu. Gần 300 cuộn thì chưa thấy luôn anh em. Ấy à, đau quá đau. Hoặc đang quăng cuộn đã qua cửa sổ cho anh em. Bởi vì cái số cuộn này thì mình đã xả trước đó là 1.200 cuộn để mà lấy full cái con Conan ở trong mấy cái móc quay rồi. Han nè, cho Zoro nè. Tiếp tục. Chưa ra luôn. Rồi 400 nhét rồi đó mấy ông. Trời ơi chua quá. Hoa hậu nè. Chưa ra luôn nè em ơi. Cụ nhị nè. Bên hệ thủy quá trời luôn em. Nó nổ SS ra quá trời luôn mà vẫn không thấy Conan đâu cả đây. Đợt này mình tốn lại con Conan này nhiều lắm rồi đó anh em. Cứ mỗi tuần là tốn 1.000 mấy. Cái tuần đầu tiên là tốn 2.000 mấy cuộn. Trời ơi trời. Bữa giờ là nó ngốn mình hết chắc tệ lắm. Phải trên 5.000 cuộn rồi đó anh em. Trên 5.000 cuộn, 6.000 cuộn có luôn ấy. Mà chưa vào đâu cả anh em. Nếu mà đợt này ra một con nữa. Ôi trời ơi, đội viên đầy 400 nhét. Đúng 400 nhét luôn anh em. Rồi anh em đợi mình tí nha. Mình huyết tế bớt ít nha. Rồi ok anh em, vô quay tiếp nha. Rồi chiêu hệ thủy tiếp thôi anh em ơi. 401 rồi đó. 401 cuộn rồi đó anh em. Quá đào đớn. Tiếp tục. Biết khi nào mới ra đây. Đau thiệt đó chứ. Cụ nhị nữa này. Chưa ra luôn ta. Mì. Rồi hiểu luôn nha anh em. Má ơi nó ngốn cái cuộn của mình kìa. Đúng cái con cuối cùng là chua ơi là chua luôn anh em. Đúng cái con cuối cùng là chua. Nhiều anh em đã bỏ cuộc là trước đó rồi đấy anh em. Nhưng mà mình vẫn ráng cố gắng cho em Conan này một ít hy vọng. Bởi vì mình tin rằng cái con tướng mới, những cái con tướng mới sau này sẽ kéo được con Conan vào trong team của mình được anh em. Kéo được Kilobi đợt này ra, nếu mà nó ra thì nó sẽ là tướng bảo vệ. Tỷ lệ rất là cao sẽ là bảo vệ đấy anh em. Đó là tướng bảo vệ, không biết Hidan nó sẽ đi về đâu. Còn không thì chúng ta chơi hai bảo vệ cũng được anh em, đâu nhất thiết đúng không. Đầy rồi, trời ơi, bây giờ mới ra được một bé đây nè em. Ui, hai con cá, một con hoa hậu. Trời ơi, ra rồi, mừng quá, quay tiếp nha anh em, quay tiếp nha. Biết đâu bất ngờ nó kẹp theo mình hai con đúng không anh em. Đỡ được bao nhiêu con thì đỡ. Trời ơi, con cuối cùng của tôi. Để coi coi. Hồi nãy là 59, đúng 600 luôn anh em. Đúng 600 cuộn. Mới ra được một con Conan đó. Trời ơi, chua chát làm sao. Trời ơi, chưa thấy con thứ hai luôn nè anh em ơi.
Rồi chắc ngưng quá nè em ơi. Rồi bắt huyết tế rồi, thôi ngưng nhanh em. Quá kinh khủng. Rồi được đúng một con với lại 600 mấy cuộn anh em ơi. Rồi bây giờ sẽ lên tiên thuật 2 chấm nha anh em, 2 chấm cho con Conan này. Trời ơi vừa đủ luôn anh em, vừa đủ 5 con vậy không, ngày hôm qua mình mới có 4 con à, bây giờ được thêm một con nữa là 5 đó anh em. Chén ghê chưa, 10 copy. Ui ôi thiếu copy ta, thiếu mấy con 10 sao ta. Để mình vô đây mình mở thôi coi có được food không. Có mấy con food 10 sao, à trời 17 rương. 17 rương, 17 con 10 sao nha anh em. Trong này coi có cái gì mở, mở cho anh em xem luôn. Không có, ố, vali à. Cái vali Rio đợt này cũng chả có cần là phải xài cho đứa nào đúng anh em ơi. Bởi vì tướng bây giờ nó cũng đã mát hết rồi. Nó không có cho con Conan hay gì nào, thì sao mà lấy ta, để coi vali coi. Trời ơi, tướng thường đợt này cũng không lấy anh em ơi, không lấy con nào cả. Tướng ninh gia hiếm cũng không lấy luôn, đợt này vali là bỏ phế luôn anh em. Rồi lên tiên thuật 2 chấm cho em nó luôn nha anh em, vừa đủ luôn ấy. Còn tiên thuật 3, tiên thuật 4 thì chắc là phải đợi hữu duyên anh em ơi. Phải đợi hữu duyên thì may ra chúng ta mới lên được thêm cho em nó. Ok, lên được tiên thuật 2 chấm rồi nha anh em. Khi mà lên được tiên thuật 2 chấm thì khi mà có kẻ địch hồi sinh sẽ có 100% cơ hội giảm một lượt duy trì cái trạng thái và hiệu ứng có lợi trên người của toàn bộ kẻ địch. Và bản thân là nhận thêm chí mạng, sát thương chí mạng và bất tử miễn nhiễm toàn bộ sát thương không thể bị xóa nè. Đó, nên là cái tỷ lệ xóa cái trạng thái của kẻ địch đó nó cao hơn. Và con Conan này nó sẽ bất tử được dễ hơn. Bây giờ mình sẽ test thử luôn nha anh em. Rồi, nhưng mà trước mắt thì phải cho em nó lên 2.3 đi. Thiếu 6 con ở đây. Tiên thuật 3, tiên thuật 4 là 7 con, là tổng cộng là 13 con. Oh my god, biết khi nào mới lên được max tiên thuật đây anh em ơi. Con này con tướng limit giới hạn rồi. Rồi, ok anh em ha. Bây giờ sẽ cho em nó DPK nhẹ nhẹ một vài trận đấu để coi cái khả năng set down của em nó có sớm hay là không anh em. Tăng tỷ lệ từ 85% lên 100% lận đấy. Rồi, chắc là mình nếu mà muốn cho em nó vô team thì chắc là mình sẽ chơi team dạng như thế này. Có cụ nhị và có Conan thì may ra này em ơi, chứ không thể nào mà chơi được 6 âm dương cả ha. Ây da, ôi bên kia nó nổ trước ta. À thằng quỷ nam mình chưa có đẩy qua tóc anh em ơi, hèn gì nó nổ sau người ta là đúng rồi. Đây, để thử coi là có xóa được mấy cái hồi sinh đồ các thứ của con Hidan hay không nha, coi thử nha. Chắc mình nghĩ là khó anh em ơi. Bum, không xóa được rồi. Nhưng mà thắng đối thủ cũng khá là dễ dàng nha anh em. Rồi, Conan nó bị dính cái quả phản đam hẹo anh em ơi. Chán trường ghê chưa. Khó lắm nha anh em, Conan là phải có cái con tướng đi chung với nó hợp lý thì may ra em nó mới mạnh được. Rồi tự đánh tự lăn đùng ra hồi sinh luôn kìa. Chán con Hida mình chưa. Cả hai bên thì đều còn cụ Edo nha anh em. Cả hai bên thì đều còn cụ Edo. Cụ Edo mình đã gãy rồi, còn cụ Edo bên kia thôi. Đang bị khiêu khích anh em ơi. Rồi thôi xong rồi. Bị mọc độn xóa nộ. Ừ may quá không xóa nộ nha. Nhưng mà bị khiêu khích lại rồi. Ây da. Cố lên, cố lên. Cả hai bên đang đều khiêu khích rồi. Xong rồi. Pha này phải bị xóa nộ rồi. Ơ chưa luôn, ngon. Mấy quỷ Hida này nó khiêu khích nhau không kìa anh em. Nó không chịu nộ, không có đứa nào chịu nộ đứa nào hết. Chắc hòa rồi. Trận này chắc hòa rồi. Thôi xong rồi. Ôi ôi á. Sukana anh em đợi mình tí nha, để mình đẩy tóc cho quỷ Na này lên anh em ơi. Ủa nó cũng đang chơi tóc mà ta. Tóc lại thua đối thủ. À, đối thủ chơi tới 4 âm dương lận anh em, hèn gì tóc nó đẩy lên cao. Mình chơi có 3 âm dương thì tóc không có đẩy lên cao được nha anh em. Nên là Na nó sẽ nổ sâu. Nếu mà sình nổ sâu thì đẩy bà nó mát. Mát công luôn cho rồi anh em nhờ. Bị chói kìa. Thiên thủ quan âm nộ đầu tiên. Ở bên kia Shizune nộ được luôn rồi nha anh em. À có cả Conan nữa kìa, ấy ra đâu. Dính thêm một quả thiên thủ quan âm nữa. Team này thực sự ra đi không ổn tí nào anh em. Nói thẳng là như vậy, coi bể khiên Shizune không. Bể được anh em, bể khiên được.
Nhưng mà Shizune em bên kia yếu, anh em bể cái khiên thì bể cái khiên mỏng thôi, còn khiên dày quá bể không có nổi. Thôi Hidam ở mình, ờ ngon, hồi sinh lại, tưởng không hồi sinh lại được chứ anh em, khổ thật đấy. Bên kia vẫn còn tới tận 5 con lận nha anh em. Conan đang là bất tử, hồi lại máu nhưng mà dồn đam nhiều quá, em nó vẫn hèo anh em, vẫn hèo, rất khó chịu. Hidam ở mình chắc là gần tới giới hạn rồi đó, nãy giờ nó bị dính hồi sinh quá trời. Rút ấn, đúng rồi. Kéo càng nhiều hồi sinh con Hidam bên kia càng tốt nha anh em. Rồi xong, tới giới hạn rồi đấy. Nó vẫn đánh không lại anh em ơi. Thấy úp tiên thuật lên mà thấy nó cũng vậy. Khác bọt gì đâu. Rồi, nếu mà muốn chơi Conan thì chắc là phải chơi như thế này. Giống y chang cái team hôm qua mình test đó anh em. Bỏ thêm mấy con âm dương vô thì mới ra. Mấy con rồi, 1, 2, 3, 4 rồi thêm một bé nữa ha, Jiraiya nha anh em. Jiraiya tiên nhân bỏ vô, ủa đâu rồi ta, à bỏ vô luôn rồi, thiếu ai ta, đà thiếu Shizune rồi, ok bắt buộc là phải chơi như thế này anh em ơi. May ra năm âm dương mới đỡ bị dính cái quả dùng đam anh em ha. Na bên kia bị choáng đó, phải như vậy à, đánh như vậy nè, bỏ Hidan ra thì may ra team mình nó mới chơi game được như thế này anh em. Trời ơi, ăn một nộ á, Conan mình bay màu luôn em. Ủa gì kỳ vậy ta, khó hiểu anh em ơi. Sức sống của nó tuy có mấy cái bức tử nhưng mà vẫn yếu anh em, sức sống của em nó vẫn yếu. Ôi xong trận luôn ấy mà vẫn chưa nha anh em. Ở bên kia có Hidan nha, nó hồi sinh lại nó phản đam tim mình chịu không nổi đâu. Ôi, đừng có nói anh chọi mười mấy cái nộ nữa nha anh nè. Má ơi, nó nộ liên hồi luôn á anh em. Rồi, Shizune của mình cũng đã đi theo rồi anh em ơi. Nè, cũng bị may quá, có cái bức tử. Nè, mình lại bị chói nữa. Cụ Ero bên kia bay màu rồi nha anh em. Trời ơi, này lại bị chói nữa. Na mình đúng Sugana luôn á anh em ơi, đúng tên Na Sugana luôn á. Pha này nó đang bị dính ấn rồi, nó chọi xong không biết nó có lăn đùng ra nó hẹo hay không nữa. Ý xì. Chán ghê luôn á. Rồi, một mình ba đứa này mà hai đứa này mà đánh với lại con Hidan này chắc cũng không lại anh em ơi. Đó, nên là bây giờ nhét cái con Conan vô trong cái team thì nó hơi khó đấy anh em, nhưng mà đang test cho anh em xem thì đành phải nhét vô em nó thôi anh em. Bây giờ mà không có Hidan là hơi mệt. Kể cả mấy ông top VIP á, thì có con Shizune xịn quá nên là mới chơi thôi anh em. Đây, đánh ông Mazda thử cho anh em xem nè, ổng sết đau tim mình một cái một luôn ấy. Độ quỷ na này cao quá, bị dính cái quả câm lặng của thằng sạc nha anh em. Chừng này không biết là con Conan nó có sức sống có mãnh liệt hay là không đây. Trời ơi, ăn một cái quả là thiên thủ quan âm tim mình nó banh ta lông hết rồi anh em ơi. À bên kia chơi cái team y chang như mình luôn nha anh em. Cũng gắn Conan đồ vô. Nhưng mà trận này tỷ lệ cao là mình là hẹo rồi. Bây giờ muốn đánh ông Mazda này là phải chơi cái team cũ của mình thôi. Bỏ Conan ra, bỏ Hidan vô thôi anh em ơi, hết đường rồi. Đây chơi vậy nè, choáng được con Shizune là ngon. Choáng, hoài không choáng luôn, kệ, cho chơi luôn em, cho Shizune chơi luôn. Ui, team mình bị chói nhiều quá giờ. Thôi, team mình bị chói nhiều quá anh em ơi, với lại Shizune bên kia không bị chói á, nên là không có win được. Lại nha, lại nha. Ngay đầu tên á thì team mình nó có cái quả team mình nó có cái khiên nhưng mà đánh vài cái bể hết khiên rồi anh em. Để ý rằng là bể hết khiên luôn ấy. Trận này vẫn thua.
phải choáng được con Shizune anh em. Choáng hoặc là chói nó đều được. Là team của ông Mazda là gãy liền. Ủa quỷ na bên kia, quỷ na bên kia build cái đại kình đao hay sao mà cái nộ của nó mát binh luôn kìa anh em, ghê vậy. Đang có khiên anh em ha, nên là không có hẹo được đứa nào đâu, trừ con Hidan. Ủa dùng đam ghê quá. Ủa tóc cao quá anh em ơi. Nãy giờ Shizune nó tàn được chơi game không à. Đó anh em thấy sự khắc nghiệt của cái meta hiện tại chưa, để coi Shizune nó bị chói coi như thế nào nha. Nãy giờ nó chưa có bị một dính một cái hiệu ứng nào luôn ấy. Choáng. Choáng ngay thằng sặc nó mới đau chứ. Đó gắn vô cái team du kích là chỉ có vậy thôi anh em. Phải choáng được, muốn win người ta là phải choáng được Shizune của đối thủ thì may ra mới win được. Không choáng được luôn, choáng Conan, choáng sặc. Ủa thằng sặc này auto bị choáng luôn anh em. Sặc là cái thằng auto bị choáng luôn ấy, kỳ vậy. Rồi trận này thì win nè anh em, để coi thử coi win như thế nào. Trận này thì cũng không có choáng được con Shizune luôn em mà win. Chắc là con Hidan mình gánh còng lưng. Bên kia thì không chơi Hidan, chơi con Conan anh em ha, chơi Conan. Team này cũng ok. Choáng được con Conan là cũng là một cái thành công của con Zidia tiên nhân rồi đấy. Shizune mình hẹo trước nè. Muốn hạ đối thủ nữa thì chắc là bỏ thằng sạc vô để mà câm lặng thằng na của đối thủ thì may ra, để mình nghiên cứu về cái vụ đó nè. Trời ơi, còn có hai đứa à, còn có mỗi con Hidan à. Trận này một mình con Hidan cân hết đấy, thấy chưa, phản đam đó anh em. Một mình con Hidan cân hết, bởi vì mình nói là con Hidan này là con để mà lật kèo mấy ông là có Shizune xịn luôn ấy. Tại bên kia nó không chơi Hidan là team nó khá là mỏng á anh em. Nè, phản đam chết hẹo luôn cụ nhị V1, hai cụ nhờ hai cụ nhất chứ anh em. Cụ nhị V1, cụ nhất V1 chứ. Trời ơi nhây ghê, đúng là chơi nhiều âm dương có khác anh em ơi. Đúng cái meta của cụ Edo V1 luôn rồi đấy. Đánh nhiều vô, đúng rồi. Hai con này nó không có khả năng sết đao được cái con Hidan mình đâu anh em. Hidan mình tuy cái máu của nó mới có 150 à, nhưng mà đánh đấm vẫn khá là lực nha. Rồi ok anh em ha, đó là video ngày hôm nay. Em thấy hay hãy trong like dõi kênh nha. Khi nào có thông tin gì mới mình sẽ cập nhật ở trên kênh. Ok, cảm ơn nhiều nha.